Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và clip hôm nay mình sẽ test cây vũ khí cận chiến mới update nữa. Đó là cây rìu bá vương này. Thì cho anh em xem qua cái hiệu ứng của nó này. Đó, đứng này thì nhìn rất là rõ luôn. Ngoại hình của nó khá là giống cây cung đề mon bao, cũng màu vàng trong suốt. Nhưng mà để ý, các bạn để ý cái lưỡi của nó hơi màu đỏ đỏ một chút. Trông nó khá là khác biệt. Còn hình dáng cái này thì khá là giống cây rìu zombie anh em ạ. Rồi, hôm nay thì mình sẽ vác vào mình chém zombie. Nhưng mà cứ phải từ từ đã anh em ơi. Để đâu zombie đã mình chém được. Mình vác theo cái cây M60 Gold này mình săn zombie luôn. Bình tĩnh bạn ơi. Làm gì mà phải căng M60 Gold đấy. Ôi đù, không ăn được ạ. Cây M60 này thì đạn nhiều, xạ tốc nhanh, bắn lại êm nữa. Cho nên là mình vác vào mình càn quét zombie với lại cây rìu bá vương này. Rồi, núp đây làm cái gì đây? Đậu phộng chưa thì đã núp rồi bạn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đừng tưởng là mình lại mình cầm rìu mình chém nhá. Không dễ dụ dỗ vậy đâu. Ba ông kia vẫn thầm du trên đấy được. Có một con rôm thôi, cho mày mù này. Đấy, mù chưa? Rồi, 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 mày chết rồi. Rồi, cái tội thầm du này. Quả mù của mình đã có tác dụng rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Công nhận là mình chơi kiểu khá là bố láo thật. Nhưng mà mấy ông này thầm du ghê quá. Rồi, một mạng đầu tiên. Đó, phải cầm mù ném như thế thì mới có zombie để mà mình săn, mình chém chứ. Chứ mấy ông cứ thầm du như thế thì anh chú quỷ làm sao anh ấy chống cự được đúng không? Nào. À được. Tên kia vẫn cố liếm được sang bên đây. Đậu phộng. Thấm du thì lo thấm du đi. Còn cứ cố khều khều. Nào. Ô, sao lại hai tên này? Rõ ràng mình thấy có một tên mà. Rồi. Rồi lên sang cái tên thấm du chân kia kìa. Đậu phộng. Đây. Không được rồi. Bắn như thế mà anh không thèm quay lại là biết rồi đấy. Nào là từ từ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Anh chúc quỷ anh cứ bình tĩnh. Úi chết luôn rồi kìa, sao nhanh vậy? Mình đang thấy nhiều máu mà tự nhiên anh chết luôn. Thôi đi kiếm một đạn đã. Cái súng này sắp hết đạn rồi. À đây có hai tên AFK này. Quyết định mệnh. Từ từ mình bắn, mình chém cái tên này. Ý, ý, ý. Rồi. Này. Anh chú quỷ biết mình cầm diều đấy. Cứ đứng em me. Em chém phát thì em chạy rồi. Em té ngay. Mấy anh thay em. Nào vào đây. Đây đây đây, đây bạn đây. Ok nhìn đâu, trên bàn thờ đây. Ô. Nhảy nhót lung ta lung tung vậy. À rồi, mới gặp chú quỷ à. Cầm rìu chém luôn. Cầm diều chơi luôn này. Nào vào đây. Ăn máu à, ăn máu. Ui hết giờ mới nhọ chứ, đang chém sùng. Rồi, chung là cái diều này thì mình thấy nó, cái cách chém của nó và cái động tác của nó thì không khác gì diều zombie, nó chỉ khác về ngoại hình thôi. Lại một chiến thuật sơn lại đồ và bán lại của anh VTC. Quá là quen thuộc rồi. Nhưng mà cây này thì nó ngoại hình đẹp hơn rất là nhiều so với lại cây rìu zombie đấy. Ban đầu thì mình định đang cầm cây cung gold luôn đấy. Tại vì hai ngoại hình, cái hiệu ứng mà màu vàng mà nó trong suốt như này khá là giống nhau luôn. Nhưng mà mình cầm cung thì mình không thể nào mà mình bắn yếu mà mình cầm rìu mình chém được. Đó. Nên là mình phải cầm cây súng MG này mình đi hỗ trợ mình chém rìu thôi. Lên đây. Khổ. Nào lên đây. Này thì lên này. Lên nữa đi. Cho treo 17 giây luôn. Rồi. À, trận này zombie đông phết nhầm. Quay đi quay lại đã thấy 5 anh zombie rồi. Nào lên đây. Rồi. Vô nào. Vô nào bạn. Vô nào. Rồi. Chết luôn. Đâu còn tên nào nữa. À, tên này muốn chết à. Xin chết à. Bạn nào thích coi tivi thì lên đây mình cho coi một lúc. Từ từ anh chú quỷ anh hồi sinh rồi. Anh chú quỷ này anh trâu lắm. Bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh. Đừng mất giác với em là được. Bình tĩnh nhá. Rồi. Chả vẫn lùa được. Ra như đỉa đói vậy.
Ui, từ từ, mình ăn cái hộp đạn đã. Mình xin hộp đạn. Mình lên trên này phát. Thì không đây. Định mệnh vẫn mất cái giáp kìa. Cái thằng quỷ nó chạy nhanh đấy nhỉ. Rồi từ từ, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, đồng thế. Ở đấy mà mình mà còn giáp là mình phơ chết cái thằng quỷ sau đấy. Cầm dao phơ luôn đấy. Nhưng mà thôi chơi chắc ăn anh em ạ. Khi nào mình ra thì mình mới dùng được. Rồi, ủa lên nhiều thế, ủa lên từng thằng thôi. Ủa nhiều như thế này ai dám. Đây. Đấy. Rồi lên đây. Này thì mày lên này. Nào thế nào nữa, lên hết đây. Rồi từng thằng thôi, đây. Này thì mày. Ui ôi. Mình biết ngay mà nó lên 2-3 tên là mình không thể nào mà mình sống sót được. Còn đấy là mình đã không có giáp zombie rồi. Quá là nhọ. Nhưng mà thôi, đóng chốt đấy chắn được 2 tên cũng mãn nguyện rồi. Rồi, cho làm zombie đúng không? À, bên này làm zom à. Đây rồi. Đi đâu đấy? Đùa bơ mình luôn ạ. Rồi, hay lắm. Bây giờ chúng nó thầm vô trong lồng ở trên bàn thờ. À, trên chỗ lồng hết rồi thì sao đây? Sao anh quỷ anh có thể... Ô, hay, được thêm 2 tên nữa rồi này. Tuyệt vời. Cái room này thật sự thẩm du rất là kinh đấy nhá. Lúc nãy mình chơi trận trước rồi nhưng mà thật sự làm zombie một trận mà mấy ông thẩm du ghê quá. Khá là cày cú luôn. Bây giờ sao nhờ? Đấy bạn đây. Sau lưng này bạn này. Đây. Thôi em té rồi, đứng này nguy hiểm lắm. Ơ đây có một tên nữa này, bàn thờ có một tên nữa. Vãi trưởng, tự nhiên ở đâu chui ra bàn thờ vậy? Mình không để ý được đấy. Rồi, bạn muốn chơi, ok kìa. Ê, tên trên kia nó liếm được. Khôn nạn thế. Thôi anh nghĩ sang đây anh la liếm nữa, anh sang bên kia kìa, anh nghe bên kia đông người kìa. Ô đủ 2 tên luôn à. Sao bây giờ ảo thế nhỉ. Rõ ràng mình thấy có một tên, tự nhiên chui ra 2 tên luôn. Khổ, không lên ở trên này, cứ cố. Sở hữu bay nhảy cao nhỉ. Sau lưng này bạn. Đùa bây giờ dụ được mấy ông zombie con lại cho chỗ mình khó thế. Mấy bạn này bây giờ có giá lắm. Giá tăng lên như giá vàng vậy. Cho nên là rất là khó để có thể dụ dỗ được mấy bạn về chỗ mình. Còn cái thằng quỷ đầu trâu mặt ngựa này nó cố nó bám cho mình này. Cái định mệnh mày lên đây. Mày lên đây. Ui, không được. Thôi xong thôi rồi. Thôi xong em rồi, bình tĩnh mấy anh ơi. Bình tĩnh. Rồi. Khó thế. Mấy ông rồng này khôn phết, toàn tập trung lại một chỗ khó thế. Thật sự là mình rất khó để mình có thể cận chiến được mấy ông này. Ok. Thôi xong rồi, đừng mất giáp nhá. Rồi, may vẫn chạy được. Vẫn chạy tốt. Vẫn bay nhảy được như chim. Trời nhìn này. Á chà, dụ mình đấy. Ui, thôi xong rồi. Từ từ bình tĩnh. Né này, đấy. Ui giời, từ từ. Sau cứ mỗi lần mà cứ có ai mà biến thành zom mà tăng level sát thương phát là máy mình lại giật. Đậu phộng, đang nhảy ngon. Vẫn có tiền nó bám được theo mình kìa. Khó thế. Mấy cái tiền thầm dù này không chịu lên mà cào. Cứ đè cái thằng đi săn như mình. Rồi, ông kia chết chắc rồi. Thầm dù trong lồng đấy. Có một tên thôi, nãy giờ không bu vào mà cào đi. Đấy này. Định mệnh nó còn có giáp nữa. Vãi trưởng vậy. Định núp à. Thẩm du cho lắm vào rồi mà núp. Rồi tiếp tục nào. À, mình cũng đang định cầm cây diều này mình test người nhưng mà thôi. Test người thì nó cũng một phát chết thôi. Nên là mình cầm vào mình test zom cho sướng. Giờ cứ test zom cho phê anh em ạ. Cận chiến zom thì cứ phải gọi là sướng đừng hỏi luôn. Thẩm du cùng nhau mà vẫn không có cơ hội làm ăn được. Chán anh chú quỷ này thế nhỉ. Rồi gặp bạn hơi ngáo ngáo rồi. Mình kết liễu luôn này không được. Trong kia cứ đứng thẩm du chỗ nào mà sao vẫn cay đặt hàng của mình ghê thế nhỉ. Rồi. Chú quỷ đâu? Á, à, lên trên cao. Đâu rồi?
Thật sự là lên trên cao rất là ngại nha. Mấy ông cứ đứng ở chỗ ấy, mềm 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 mềm. Mình bò cái đoạn này cái là dễ chết lắm. À trong lỗ này định. Anh chui trong lỗ nhanh thật. Nào bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Trời ơi. Chui vào lỗ không dám ra luôn. Chán anh chú quỷ thế nhỉ. Úi dồi, úi dồi. Rồi. Úi dồi, chết luôn rồi. Chui lỗ làm sao được khi trên đầu vẫn đang có thể bắn được. Ơ kìa. Sao lại nhìn nhìn. Mạnh mẽ lên bạn ơi, đùa. Chán thế. Trận này ít zoom quá anh em ạ. Giãn nhưng mà trận nào nhiều zoom như cái hiệp 2 thì ngon. Mạnh. Ok không chết ạ. À đây rồi, chém luôn. Đã vậy mình cầm dao mình đi chém luôn. Nào chạy đâu. Chạy, chạy đi đâu đây. À chạy. Chạy này. Úi dồi, úi dồi. Úi dồi, mình chém nãy giờ mà nó vẫn không. Ui dồi ôi, không ăn được. Chém từ đầu trận đến cuối. À chém từ đầu này sang đầu kia luôn. Trận này cầm dao chém luôn. Chém luôn này. Kìa. Ông này di chuyển rất khó hiểu nha. Những pha di chuyển thật sự rất là đánh lừa người ta luôn. Đứng góc, đứng góc. Trời. Thôi bây giờ anh căng rồi. Anh bật chế độ max speed rồi. Cứ bình tĩnh. Đây, ra đây. Từ từ. Ok. Sao bây giờ mình căn được zombie mất máu mình lại mình chém khó thế nhỉ? Lâu rồi không cận chiến zombie anh em ạ. Cho nên là cái khả năng mà căn được zombie mà ăn được hàng khó vãi. Gặp anh zombie yếu đuối chán thật đấy. Mấy ông kia vẫn đang cố thầm giữ được trên đấy. Mình cũng cạn lời. Ok. Dao của tao đâu? Cái đậu phộng. Sao lại ấn nút dao? Sao nó lại chuyển sang bom nhỉ? Thôi, không được rồi. Vậy là hết giờ. Một hiệp nữa trôi qua vô vị. Còn hiệp đấu cuối cùng này, hy vọng rằng là xuất hiện một thanh niên bí ẩn nào đó. Clear toàn bộ phòng ngoại trừ mình đấy. Và mình thầm du, mình dùng dao mình cận chiến thôi. Đúng đúng như cái kịch bản của mình. Anh em hiểu không? Mấy ông kia mong rằng mấy ông một trong mấy ông kia trên kia làm zoom thì ngon đấy. Đúng rồi, cao luôn đi. Okay. Người ta phải thao tác nhanh lên, ông này chậm thế. Biến thành zoom phát phải cào luôn đi, đậu. Đứng cùng nhau thầm du như thế rồi mà vẫn không cao được, không làm ăn được gì. Rồi. Lại gặp cái... Ui. À, định mệnh. Được đấy, lấy anh cái giáp rồi. Cái tên này. Được, ông này được, ông này chơi được. Tưởng giá treo, ai ngờ. Cho mày chết luôn đấy, ui ơi. Đâu rồi, cầm dao chém luôn. Từ bình tĩnh. Không nên chơi hổ báo, không nên chơi liều mạng này anh em ạ. Rồi đây đây đây. Để mình, ok. Đậu phộng mồm tự tên mồm rồi mà vẫn để cho flash kia ăn được. Rồi có một tên zoom rồi, tuyệt vời rồi đấy. Ô thôi. Quỳ luôn ạ, thầm du chán xong số nhà đạn bị cào lại ao. Chơi thấy không, mày chơi game cục xúc vãi. Có chịu nha. Mày tên kia vẫn cố thầm du được. Quá chán luôn. Kìa, zombie đâu, đúng rồi, ra cào đi bạn. Một đống, không được rồi. Chúng ta phải nhanh lên ông này. Thao tác lể mề như thế thì làm sao mà chào được nó. Nó phát hiện ra nó bắn cho. Công nhận là tinh độ của mấy bạn thẩm du rất là chuẩn đấy. Là quan sát là lia lịa, thấy zombie phát là bắn liền. Đấy, ông kia trời rất kiểu khốn nạn. Đã thẩm du là còn quăng mù cho người ta chết nữa. Rồi thôi mình out luôn đây, chán lắm. Ok thì clip này mình cũng test qua cây rìu báo vương trong chế độ zombie. Thì cảm ơn anh đã dành thời gian theo dõi nhé. Xin chào anh em.